tôi muốn được nhắc lại. Kính mời các vận động viên nam lớp 4-5 bơi cự ly 50m nhanh chóng di chuyển ra ngoài để chuẩn bị thi đấu. Ban tổ chức xin nhắc lại lần cuối, kính mời các vận động viên nam lớp 4-5 bơi cự ly 50m nhanh chóng di chuyển ra ngoài để chuẩn bị thi đấu. Xin giới thiệu cự ly nam lớp 4-5 50m đã đợt này đã kết thúc. Xin mời nữ lớp 4-5 chúng ta di chuyển ra ngoài. Kính mời nữ lớp 4-5 bơi cự ly 50m.